Rồi, con viết đây vần in rồi đúng không? Giờ con tìm những từ nào có vần in. Con viết ở đây. Viết đây con có thể dùng viết khác màu, con thích màu nào con viết màu đó. Gì? Tính. Tính rồi, viết rồi. Nhớ viết đúng ô nha. Đảm được đến phần này. Y nhờ anh tỉnh tôi sức tính. À, cái chữ gì nữa? Chữ gì nữa? Chữ gì? Đình, đờ. Đờ. À, còn chuyện gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi hả? Có hai chữ thôi, tính và đình hả? Trong giờ mình tham khảo trong sách coi có từ nào có vần in mình viết ra. Mình. Mình rồi, viết vào. Thông mình á. Thông minh. À, mình. Mẹ kia con viết chữ từ nào có vần in thôi. Thông minh. Rồi viết. Ủa sao người ta không viết xuống sắt đây rồi? Viết ở đâu? Ở đây nha. M. I. Rồi giờ con có được những từ nào có vần in đây nè. Đọc nè. In. Tính. Gì? Đình. Tính. Minh. Rồi. Vậy đình có trong từ gì? Đình làng. Đình làng. Rồi. Cộng thêm chữ làng vào. Rồi. Cái gì phần chữ này đọc là chữ gì? Tính. Tính. Cái gì tính? Máy tính. Máy tính rồi. Thêm cái từ máy vào. Con có thể cái dùng bút nè. Thông minh. Thông minh rồi, viết minh rồi. Thợ ông thông đúng không? Con gặp một cái gì giống ông ngờ ông đúng không? Ô ngờ ông chứ. Đây, từ cái từ chữ minh là con gặp qua một cái từ chữ minh là con gạch một đường ra ngoài. À, con viết chữ thông, viết xác ra ngoài đây là mới đủ chỗ. Thợ. Xác ra ngoài đây. Thợ đúng không? Ừ. Thợ. Thợ gì? Bây giờ mình đọc lại bài này ha. Vâng. In. Đình. Đình làng. Đình làng. In. Tính. Ừ, tính trong từ gì? Máy tính. Ừ. Viết cái máy tính. In. Thông minh. Cái này. Thông. Cái này gì? Mình. Mình. Thông. Mình thông à? Thông minh. Ừ. Đọc lại nha. In. Đình. Đình làng. In. Tính. In. Tính. Ừ. Máy. Tính. In. Mình. Thông. Mình. Ừ. Được hả? À, ở đây con viết cho mẹ cái vần in. In là gì?
E nhờ ơn. À, E nhờ ơn biết sao. Rồi, bây giờ con vẽ những cái từ nào mà có phần ơn. Rồi sau đó mình ghép từ lại đúng không? Ừ, sau đó ghép giống như là lúc nãy. Ơn. Ơn. Cơn nha. Cơn, rồi. Rồi, con vẽ cái dòng kênh thì nó đi với cái con liên tưởng tới cái gì? Dòng kênh. Dòng kênh là con có thể vẽ cái dòng kênh sát bên. Dùng bút màu vẽ cũng được. Đây là bút bi trên tuyến. Đây là ơn. Vẽ sát bên đây hoặc là vẽ dưới kênh. Kênh. Cờ. Con vẽ cái dòng kênh đúng không? Rồi vẽ đi. Cờ. Cờ, vẽ cờ chi? Ở con thủy. Dòng kênh đi. Rồi còn từ ơn, phần ơn nó liên tưởng tới cái gì nữa? Ơn nó không có sách tiếng Việt đâu. Con có nhớ không? Con nhớ ơn, ơn thì đi với từ gì không? Ghép với âm nào? Dên dên. Dên. Dên có nghĩa không? Dên chúa. Dên chúa. Dên chúa. Không, không phải dên chúa mà dên chúa. Không phải bằng ên á. Những từ nào con vừa học á với bằng ên á không nhớ à? Để con coi sách. Không, không có sách. Giờ tự nhớ, tự viết. À, con đọc lại bài này một lần nữa ha. Bệnh viện. À, bệnh viện là gì nữa? Không, đọc lại một lần chứ không bệnh, có cái nhìn. Bệnh viện ở nương. Là gì nữa? Chỉ có như đó. Bệnh viện ở nương. Ở trên đây nè. Coi coi. Ê nhà. Xin. Gì? Ê nhện khơn khơn khơn. Ê nhện cơn 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 khơn cơn khơn với cơn khơn nó có nghĩa không? Khơn à, lên khơn. À, lên khơn. Cơn đi sao? Ngã kênh. Ngã kênh. Rồi giờ con tự nhớ tự viết vào nha, mẹ không có cho coi bài đâu. Rồi những cái âm nào đi với phần ên được nè. Bệnh viện ở nước. Bài này liên tưởng tới viện. Cái gì? Bệnh viện. Bệnh viện. Rồi con thử lấy bút vẽ cái biểu tượng nào mà con nghĩ tới bệnh viện. Để tự bệnh viện ha. Ừ. Rồi mình vẽ bệnh viện được luôn á. À, rồi. Có thể lấy bút màu vẽ cho đẹp. It's a hospital. Đây là những cái cửa sổ. Con chỉ cần vẽ cái biểu tượng bệnh viện là cái dấu thập. Chữ thập là người ta biết rồi, con vẽ chi mà cho nó dài dòng chứ. Ví dụ như bệnh viện ở đây nè, con liên tưởng tới bệnh viện, con vẽ chỉ cần vẽ một cái nhỏ thôi. Không có cần vẽ mà bự dữ, đưa đây mày coi mày vẽ, ví dụ mày vẽ nè. Ví dụ ha, bệnh viện nè. Không có vẽ được đâu. Đúng không? Rồi, phần ơn này liên tưởng tới chữ cái gì nữa? Để xưa là con dễ xưa cái gì vậy? Ai? Ảnh.
Hạnh con liên tưởng tới con gì? Ở nương. Biết vẽ hình con ở nương không? Biết không? Vẽ nhỏ nhỏ thôi, đừng có vẽ bự giống như cái bệnh viện nãy con vẽ. Nếu không biết vẽ thì mình biết chữ chưa? Mình vẽ ở nương nè. Rồi vần ơn này còn con còn đi với cái âm gì nữa đã học? Kền. Kền rồi. Kền rồi, kền à là kền. Rồi, biết âm kền rồi. Chữ K là đi chữ E lúc nào cũng đi với chữ K hết chứ không có đi với chữ cờ. Rồi, ngoài ra vần ơn nó còn đi với âm gì nữa? Âm gì mà con mới học? Vần ơn còn đi tới đi với ơn còn đi với âm L tạo thành lên đúng không? Lên khên đúng không? Dạ. Lên khên. Lên gì? Khên khên. À lên khên đã biết chữ khên nhiều. Cách khoảng 2 ô thôi con cách quá xa. Không cô kêu cách vậy á. Cách xa dữ vậy hả? Cô kêu cách 1 ô ly lận. Cách 1 ô ly là khi mà hai cái từ khác nhau chứ. Không cô kêu cách như đây lận. Cách gì nè? Cái này là con cách hơn một lô ô ly rồi đó con. Đây là một ô ly. Đây thêm một ô nữa là hai ô ly rồi đó. Không, cái này con viết qua rồi. Con viết qua đây thì ở đây còn tới ba ô ly lần này thấy chưa? 4, 5 ô ly luôn. Rồi, bây giờ đọc cho mẹ ha. Phần gì? Ơn. 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 Cơn. Ơn, ca ơn cơn. Quyền cơn, cơn. Không, nè, bắt đầu ơn. Ơn. Ca ơn. Cơn. 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 Ca ơn cơn, huyền cơn. Cơn. Bệnh. Bệnh. Bệnh liên tưởng tới bệnh viện đúng không? Ơn. Ơn ngã. Ơn. Ơn. Liên tưởng tới con gì? Cô ơn ương. Rồi, phần này. Ơn. Là âm đầu. Lơ. Lên khơn. Hả? Lên khơn. Lên khơn. Lên khơn. Rồi. In. Đình. Tính. Minh.